với chương trình Đàn ca nam nữ với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, tác phẩm Người Hà Nội, Lịch Sướng, Thanh Vân, Thu Bình, dàn dựng và chuẩn bị nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.